Vâng, và thưa quý vị thân mến, và màn pháo hoa lung linh lấp lánh như những ánh hào quang rạng rỡ, đó là món quà đầu tiên rất dễ thương đến từ nhà hàng tiệc cưới Dục Tình của chúng tôi đang dành tặng cũng như chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, để đáp lại những tâm tư tình cảm mà toàn thể quý khách đã có mặt tại tư gia gia đình của chúng tôi, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, chúc mừng cho hai bên gia đình kết tình thông gia, thì về phía đi diễn trụ hôn gia đình nhà trai, ban tổ chức xin trân trọng kính mời chú Nguyễn Duy Thiên sẽ đại diện cho hai bên gia đình, sẽ có đôi lời phát biểu cũng như những lời cảm ơn chân thành nhất và ý nghĩa nhất gửi đến toàn thể hôn trường. Xin trân trọng kính mời. Lời đầu tiên, phép tôi xin được thay lời cho gia đình họ nhà trai, xin được lời kính chào và lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các vị quan khách, các ông, các bà, cùng toàn thể cha, dì, chú, bác, nội ngoại, song thân trong hai dòng họ và bạn bè thanh niên của các cháu. Lời chào và lời chúc sức khỏe nồng nhiệt nhất ạ. Kính thưa toàn thể các cụ ông, các cụ bà, các bậc cha, dì, chú, bác, nội ngoại, song thân trong hai dòng họ, các vị quý khách cùng toàn thể bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu. Trước hết, gia đình chúng con xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, nhờ phúc ấm của gia tiên đã để lại, hai bên gia đình sinh hạ được hai cháu. Trải qua thời gian công tác và học tập, hai cháu gặp gỡ, quen biết và yêu thương nhau. Hai cháu đã về thưa chuyện với hai bên gia đình, được hai bên gia đình đồng thuận và nhất trí cao. Tình yêu của các cháu đến hôm nay đã đơm hoa kết trái. Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 12 năm 2022, tức ngày 11 tháng 11 năm Nhâm Dần, được sự cho phép của chính quyền địa phương hai cơ sở, và đặc biệt hơn nữa, sáng hôm thứ Năm vừa qua tại Thánh đường Giáo xứ Nhân Cơ, Giáo phận Ba Mươi Thuật, cha Chánh xứ đã cử hành thánh lễ hôn phối rất trọng thể cho hai. Giờ này nuột đời phép đạo cũng đã xong, hai bên gia đình chọn ngày hôm nay là ngày lành tháng đẹp để tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Giờ này hôn lễ của các cháu đang diễn ra rất là đẹp đẽ. Tôi đại diện cho anh chị tôi là anh chị Anh Bình và chị Thanh, xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới sự hiện diện của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cha dì, chú bác bên nội bên ngoại, cùng toàn thể các vị quan khách, bạn bè thân thiết của anh chị Anh Bình và bạn bè thân thiết của các cháu. Trước khi ngừng lời, xin được kính chúc một lần nữa sức khỏe tới toàn thể các vị quan khách, các cụ, các ông, các bà và toàn thể các bậc cha dì, chú bác, nội ngoại, sắp thân trong hai dòng họ và bạn bè nam nữ thanh niên của các cháu, có nhiều sức khỏe, chuẩn bị đón một mùa Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc và một năm mới an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, và xin cảm ơn những lời phát biểu rất chân thành, ý nghĩa và rất tuyệt vời đến từ đại diện chủ hôn gia đình nhà trai đã đại diện cho hai bên gia đình gửi đến toàn thể quý khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, và thay lời cho hai bên gia đình, thay lời cho nhà hàng tiệc cưới Dục Tình, thì ban tổ chức của chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất và ý nghĩa nhất đến toàn thể quý ông, quý bà, quý nội ngoại của hai bên gia đình và toàn thể quý khách đã không quản ngại đường xa xa xôi và cùng có mặt tại tư gia gia đình nhà trai của chúng tôi. Chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể, chúc mừng cho hai bên gia đình kết tình thông gia trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và trong công tác tổ chức cũng như tiếp đón, có gì sơ sót thì rất mong rằng toàn thể quý khách chúng ta hãy cùng hoan hỷ mà lượng thứ cho hai bên gia đình cũng như những người thực hiện chương trình của chúng tôi nha quý vị. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bên cạnh đó, cùng xin thay lời cho hai bên gia đình xin kính chúc cho ông bà sống lâu trăm tuổi, kính chúc hai họ sức khỏe dồi dào, đôi lứa yêu nhau càng thêm ấm nồng, và chúc lễ tơ hồng thành công thật tốt đẹp trong buổi tiệc ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.